Xin chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hiện tại em đang có mặt tại vị trí là đường ngã tư đường Ngô Gia Tự và Nguyễn Hiền Điều nha quý vị. Đây là đường này là đường Ngô Gia Tự nè, thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha. Đây là trước mặt mình là ngay ngã tư ha. Đây là mặt tiền là đường này là đường Nguyễn Hiền Điều nè. Cái hướng này thì mình thông ra ngoài đường Trần Quang Khải nha. Đây là hướng này thì mình đi về trung tâm chợ Tắc Gán nha. Ra thông ra ngoài Nguyễn Trung Trực luôn nha quý vị. Ra thông ra ngoài Trần Văn Dào. Còn cái hướng bên tay phải của em là thông ra ngoài đường Lê Hồng Phong ha. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị một bất động sản của mình ha. Bất động sản mình nằm tọa lạc tại mặt tiền đường Ngô Gia Tự ha quý vị. Đây là từ vị trí ngã tư này là tới cái vị trí đất của mình là khoảng 20 mét nha quý vị. Đây là mời quý vị vô tham quan thửa đất của mình ha. Đây là thửa đất của mình là cách cái vị trí này ngã tư là khoảng 20 mét nha. Đất của mình là nằm tọa lạc tại mặt tiền đường Ngô Gia Tự ha. Đây là có diện tích là chiều ngang là 4 mét, chiều dài là 20 mét ha. Đây là quang cảnh xung quanh của cái đường Ngô Gia Tự nè. Đây là hướng này mình đi thông xuống đường Long Quang Kỳ luôn nha quý vị. Quẹo phải thì mình đi về quảng trường Trần Quang Khải đó. Còn quẹo trái thì mình đi thông về bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang nha. Đây là vị trí đất của mình nè. Vị trí đất của mình là có diện tích là chiều ngang là 4 mét, chiều dài là 20 mét ha. Đất của mình là thổ cư 100% nha quý vị. Cảnh của cái đường Ngô Gia Tự nè ha. Đây khu vực nhà đồ rất là đông đúc ha. Còn cái hướng này thì mình thông về chợ Tắc Gán ha. Thông ra ngoài đường Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Đất của mình thì cách ngã tư có khoảng 20 mét nha. Ngã tư Ngô Gia Tự và Nguyễn Hiền Điều. Đây là cái hướng em quay lại quang cảnh xung quanh cho quý vị coi ha. Đây là nhà, còn nhà rồi cũng đông đúc ha quý vị. Quý vị và các bạn có quan tâm đến thửa đất này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn giá thì em có để trên tiêu đề quý vị. Đất này mua rất thích hợp cho quý vị mua để đầu tư hay xây nhà ở ha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.